giáo hoa xin tự trọng. Tại hạ là cái người đứng đắn vương nhất nhị bạn trai thuê theo ngày tìm hiểu một chút. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Có câu nói rất hay, người tại cực độ phẫn nộ tình huống phía dưới cơ hồ cái gì đều có thể làm được. Nhưng là đề toán ngoại lệ. Mà giờ khắc này lục ly, liền tại nhìn trên bàn cao số làm việc phát sầu. Cuối cùng, hắn quyết định không làm, trực tiếp lên mạng đi lục soát đáp án ngay tại hắn chờ đợi máy tính khởi động máy thời điểm trong óc đột nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ túc chủ đã khóa lại bạn trai thuê theo ngày hệ thống ngay tại kích hoạt kích hoạt thành công lục ly suy nghĩ ngây ngẩn cả người xuyên qua trước đó hắn nhìn vô số tiểu thuyết tự nhiên biết hệ thống là cái quái gì chỉ là cái hệ thống này có phải hay không có chút kỳ quái được rồi vấn đề không lớn có dù sao cũng so không có tốt hệ thống giới thiệu một chút công năng lục ly cầm lấy cái chén một bên uống nước một bên trong đầu hỏi bạn trai thuê theo ngày hệ thống tên như ý nghĩa đem túc chủ cho thuê cho có cần nữ sinh làm một ngày bạn trai hệ thống sẽ nhằm vào khách hàng nói lên yêu cầu để túc chủ có được tương ứng bối cảnh cùng kỹ năng cũng cho tương ứng trang phục cỗ xe các loại tương quan vật phẩm đơn đặt hàng sau khi hoàn thành nếu như thu được khách hàng ngũ tinh khen ngợi như vậy hệ thống trước đó phát ra kỹ năng bối cảnh cùng vật phẩm sẽ vĩnh cửu giữ lại đơn đặt hàng tiến hành trong lúc đó túc chủ đem thu hoạch được tương đương với khách hàng đơn đặt hàng phí tổn gấp trăm lần lâm thời hẹn hò kim ngạch nhưng là chú ý, khoản này tiền tài chỉ có thể dùng cho cho khách hàng tiêu phí đơn đặt hàng sau khi hoàn thành, chưa tiêu phí kim ngạch sẽ bị hệ thống thu hồi. Chỗ tốn hao kim ngạch sẽ trả về cho túc chủ người tài khoản, đồng thời căn cứ khách hàng đánh giá đến xác định trả về bội số. Như khách hàng cho một bốn tinh đánh giá, như vậy đem thu hoạch được một bốn lần trở lại hiện. Như thu hoạch được năm tinh khen ngợi như vậy đem thu hoạch được 10 bội phản hiện lâm thời hẹn hò kim ngạch bội số cùng tiêu phí trở lại tiền mặt chán bội số sẽ theo hệ thống đẳng cấp tăng lên mà tăng lên túc chủ có thể tự do lựa. Chọn có tiếp nhận hay không đơn đặt hàng túc chủ mỗi hoàn thành một lần đơn đặt hàng đều đem thu hoạch được nhất định hệ thống kinh nghiệm, kinh nghiệm đến trình độ nhất định về sau. Hệ thống sẽ thăng cấp, đến lúc đó sắp mở thả càng nhiều công năng xin chú ý, hệ thống này vì đứng đắn hệ thống như túc chủ mượn đơn đặt hàng chi danh tiến hành bất luận cái gì trái với khách hàng ý nguyện không đứng đắn thao tác. Hệ thống đang cảnh cáo vô hiệu đem lập tức quan bế cũng thu về hết thảy cùng hệ thống có liên quan đạo cụ, đồng thời đem sẽ thông báo cho nơi đó hệ thống cảnh vụ cũng cung cấp hoàn chỉnh chứng cứ. Mời túc chủ cần phải tự trọng. Làm trong óc thanh âm sau khi dừng lại, lục ly trong lòng giờ phút này tựa như là có một vạn con dê còng lao nhanh mà qua. Mặc dù nhưng cái hệ thống này nhìn còn giống như có thể, nhưng Lục Ly nhạy cảm phát hiện trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Rất lớn chuyện ẩn ở bên trong. Cái này đứng đắn hệ thống không cho ta làm trái với khách hàng ý nguyện không đứng đắn sự tình, nhưng lại đối ta không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Nói cách khác, nếu như khách hàng có ý nguyện, chẫm cùng tướng quân giải chiến bào, phù dung chướng ấm độ đêm xuân trong kinh có thiện khẩu kỹ người, từ đây quân vương không tảo chiếu. Mặc dù hệ thống nói mình có thể quyết định có tiếp nhận hay không đơn đặt hàng, nhưng là không được, tại hạ là cái người đứng đắn, không bị tiền bạc cám dỗ, uy vũ không khuất phục cái chủng loại kia người đứng đắn. Nhưng là hệ thống cho thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa còn có thể tự mình tuyển. Lục ly lâm vào thật sâu xoắn suýt bên trong chứ danh tác gia Lỗ Tấn đã từng nói, người bi hoan cũng không giống nhau, lời này Lỗ Tấn thật nói qua. Lúc này một bên khác, Thiên Kinh Đại học chịu trách nhiệm học viện nữ sinh trong túc xá, đồng dạng có người rơi vào trong trầm tư. Nam Cẩm Bình sau khi để điện thoại xuống, vẻ mặt buồn thiêu. Thế nào A à Cẩm Bình, chuyện gì để ngươi sầu thành dạng này? Lại có nam sinh theo đuổi ngươi rồi. Nam Cẩm Bình cùng phòng trêu ghẹo nói người nói một chút những nam sinh kia cũng thật là cẩm bình đều rõ ràng không muốn nói mỗi lần cũng không cho hòa nhã kết quả đây một cái khác cùng phòng cũng ra bênh vực kẻ yếu kết quả ngoại trừ từ giáo hoa biến thành cao lạnh giáo hoa vẫn là một đống người truy thực sự là không phải nam cẩm bình lắc đầu nguyên bản cao lạnh thanh âm giờ phút này tràn đầy phiền muộn cha ta nói ban đêm có cái tụ hội ta đại gia nay thiên tòng quốc bên ngoài trở về mấy người bọn hắn huynh đệ chuẩn bị tụ họp một chút để cho ta dọn dẹp một chút cũng đi vậy ngươi sầu cái gì a à? cùng phòng không hiểu hỏi một gia đình tụ hội đem ngươi sầu thành dạng này thế nào ngươi cùng đại gia ngươi quan hệ không tốt vấn đề đây không phải là ta thân đại gia a à, đây chẳng qua là phụ thân ta hơn một cái năm tới tốt lắm bằng hữu nam cẩm bình thở dài mà cha ta loạn điểm uyên ương phổ muốn cho ta gả cho con của hắn cái này vậy ngươi cùng cha ngươi nói ngươi có bạn trai không liền xong rồi nam cẩm bình trên mặt vẻ u sầu nặng hơn ta nói sau đó sau đó cha ta nói để cho ta mang theo bạn trai cùng đi cho nên ta hiện tại buồn không được ai đúng vân vân ngươi bị thúc cưới thời điểm bình thường làm sao bây giờ a à, liền nói ta có bạn trai a à, được xưng vân vân cô bé kia đương nhiên trả lời Thế nhưng là cha ngươi như vậy khôn khéo một người, ngươi mỗi lần đều không mang theo bạn trai ngươi về nhà, cha ngươi không nghi ngờ. Nam Cẩm Bình trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nàng cái này cùng phòng gia cảnh cùng mình so sánh cơ hồ không kém bao nhiêu, cha nàng khẳng định tinh minh cùng mình cha đồng dạng. Được xưng vân vân cô bé kia ngẩng đầu, hướng phía Nam Cẩm Bình lung lay điện thoại, cười hắc hắc, bạn trai thuê theo ngày tìm hiểu một chút ta chỉ cần là chính ta, mặc kệ những lời thị phi của người đời, mệnh ta do ta quyết định, không cần người đời dò xét. Giáo hoa xin tự trọng. Tại hạ là cái người đứng đắn vương nhất nhị ngươi còn nói ngươi là cái đứng đắn hệ thống. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Ngày thuê, bạn trai, nam cẩm bình ngữ khí có một ít trần chờ Đúng a à, chính là bạn trai thuê theo ngày. Mục liên vân nhẹ gật đầu vật này, giống như quả thật có thể ứng phó mình bị thúc cưới loại chuyện này. Chỉ là, người nói cái này bạn trai thuê theo ngày. Hắn đứng đắn sao? Nam Cẩm Bình có một ít xấu hổ tại khải miệng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi ra. Nói như thế nào đây, Mục Liên Vân hai tay nâng cầm lên tiếp tục nói, chỉ cần ngươi không biểu hiện ra mập mờ, mà lại thông qua nghiêm chỉnh áp đến tìm, vẫn là không có vấn đề. Cái kia, hữu dụng không? có thể hay không bị một chút xem thấu a à, dù sao nam cẩm bình tiếp tục truy vấn nói thế nào người còn muốn lừa qua cha ngươi a à? mục liên vân nhếch miệng lại nói xem thấu liền xem thấu chứ sao phản đúng lúc nhà ta lão ra từ liếc mắt một cái thấy ngay sau đó biết ta thuê người bạn trai kia liền xài hơn hai ngàn thời điểm cười ta hồi lâu cuối cùng trả lại cho ta báo tiêu bất quá từ đó về sau hắn ngược lại là rốt cuộc không có nói cái gì thúc cưới sự tình vốn chính là mà cao trung thời điểm chết chằm chằm nghiêm phòng không cho yêu đương hiện tại mới lên một năm đại học liền để ta tìm bạn trai nào có dạng này a à? nam cẩm bình một cái cùng phòng tức giận nói chính là chính là đây không phải náo đâu mà mục liên vân nhẹ gật đầu tràn đầy đồng cảm Nam Cẩm Bình ngược lại nhẹ gật đầu, sau đó có chút bực bội tại điện thoại ứng dụng trong cửa hàng thâu nhập cùng hưởng bạn trai, sau đó nhấn xuống lục soát khóa. Tung ra một đống phần mềm, nhưng là dù là Nam Cẩm Bình cho tới bây giờ không có nói qua yêu đương, nàng cũng biết những cái kia phần mềm không đứng đắn. Lời kia nói thế nào, chưa có xem heo chạy còn chưa ăn qua thịt heo mà. Ngươi xem một chút những thứ này phần mềm đều viết chút cái gì? nam cẩm bình trượt động màn hình điện thoại di động ngón tay càng thêm phiền não nhưng vào lúc này một cái phần mềm ánh vào mi mắt của nàng cái kia phần mềm ô biểu tượng chế tác dị thường tinh mỹ mà lại không có chút nào đánh gần cầu bộ phận không chỉ có như thế làm nam cẩm bình ấn mở phần mềm này về sau tại phần mềm nói rõ câu nói đầu tiên để nàng càng yên tâm hơn vì cam đoan an toàn của ngài tại bạn trai thuê theo ngày phục vụ quá trình bên trong bản phần mềm sẽ tự động đọc đến ngài điện thoại di động microphone cùng camera như phát hiện nguy hiểm tình huống bản phần mềm đem lập tức liên hệ nơi đó cảnh vụ bộ môn nhắc nhở bản phần mềm tại trả tiền về sau khoản tiền cũng sẽ không lập tức tiến vào bản phần mềm bên trong mà là sẽ tạm thời bị đông cứng đợi phục vụ sau khi hoàn thành, hộ khách có thể căn cứ hài lòng tình huống, tự làm quyết định phải chăng đánh khoản. Nhìn xem, cái gì gọi là đứng đắn phần mềm. Nam Cẩm Bình tiếp tục hướng xuống nhìn lại. 999 Nguyên, người đem thu hoạch được một cái lý tưởng bạn trai thuê theo ngày, thỏa mãn người các phương diện huyễn tưởng chín nguyên, ngươi có thể cho ngươi bạn trai thuê theo ngày đưa ra ba cái yêu cầu, vô luận là thương nghiệp, vẫn là âm nhạc, hoặc là khoa học kỹ thuật, hắn đều đem thỏa mãn yêu cầu của ngươi. 99999 nguyên, như vậy ngươi đem thu hoạch được một cái hoàn mỹ bạn trai thuê theo ngày, hắn sẽ có được hoàn mỹ khí chất, hắn cơ hồ sẽ không coi trọng không biết, không gì không hiểu, đồng thời. Bối cảnh của hắn đem sẽ vô cùng thần bí nếu như thanh toán 99 triệu 999 999 nguyên, như vậy. Còn có thể chỉ định đối bạn trai thuê theo ngày yêu cầu. Nam Cẩm Bình nghĩ nghĩ, liền ngươi. Sau đó, nàng quyết tuyệt lựa chọn 9999 nguyên, đồng thời tại yêu cầu một cột bên trong viết lên biết rõ thương nghiệp tri thức có nhất định khí chất, điệu thấp, cái này ba cái từ sau đó nàng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đem điệu thấp đổi thành có nội hàm dù sao đều đi ra làm bạn trai thuê theo ngày hơn nữa còn là tại như thế nghiêm chỉnh một cái phần mềm làm bạn trai thuê theo ngày làm sao có thể có phú nhị đại đâu mình viết lên điệu thấp làm gì nam cẩm bình răng nhẹ khẽ cắn chặt miệng môi dưới cuối cùng điểm xuống trả tiền đắt một chút liền đắt một chút đi cùng lắm thì tháng này không mua mới ra đồ trang điểm cùng túi sách cái nào sợ không phải là của mình đứng đắn bạn trai cho dù là cái ngày mướn tối thiểu cũng muốn có thể nhìn được một bên khác lục ly trong phòng nhỏ ngài có một đầu mới bạn trai thuê theo ngày đơn đặt hàng xin chú ý tới điện thoại di động app bên trên kiểm tra và nhận trong óc đột nhiên vang lên thanh âm đánh gãy lục ly trầm tư a à, cái này đến đơn đặt hàng rồi mà lại điện thoại áp điện thoại di động ta bên trên lúc nào có cái này áp rồi. Lục Ly vừa nghĩ một bên cầm điện thoại di động lên, ta thao cái đồ chơi này là lúc nào xuất hiện tại điện thoại di động ta bên trên. Lục Ly nhìn lấy trong điện thoại di động thêm ra tới cái kia áp một bên nhả rãnh một bên mở ra áp. Nói thật hắn cũng có chút hiếu kỳ rốt cuộc là ai sẽ thật đến thuê một ngày bạn trai hắn vốn cũng không có đối hộ khách tướng mạo báo bao lớn hy vọng, nhưng mà, khi hắn mở ra áp về sau. Khách hàng tính danh, Nam Cẩm Bình khách hàng tin tức, Thiên Kinh Đại học Đại nhị hệ quản lý học sinh khách hàng yêu cầu. Cùng đi khách hàng có mặt gia đình tiệc tối đặc thù yêu cầu. Biết rõ thương nghiệp tri thức, có nhất định khí chất, có nội hàm. Lục Ly kéo ra khóe miệng, cái này hắn mêu không phải trường học của bọn họ cao lạnh giáo hoa sao đây là muốn náo lại náo. Nhưng mà áp bên trên còn có cái cuối cùng tuyển hạng, phải chăng xem xét khách hàng tin tức cặn kẽ. Lục ly điểm đi vào, vạn nhất là cái trùng tên đây này, khách hàng tin tức cặn kẽ như sau. Nhìn xem áp bên trên kỹ càng đến ba chiều, phải chăng nói qua yêu đương, phải chăng từng có bạn trai. Chờ một chút vô cùng kỹ càng tin tức, nhìn lại những hình kia, lục ly xác định hai cái tin tức thứ nhất người này xác thực chính là thiên kinh đại học cao lạnh giáo hoa nam cẩm bình thứ hai ngươi còn nói ngươi là cái đứng đắn hệ thống phía trên này những hình này đều là cái gì a à, cái gì chỉ đen tơ trắng viền gen loại hình cái gì cần có đều có a à. ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét giáo hoa xin tự trọng tại hạ là cái người đứng đắn vương nhất nhị bị điện giật nói vẩy đến nam cẩm bình nghe chọn bộ tại mê truyện audio com nam cẩm bình thiên kinh đại học chịu trách nhiệm học viện học sinh thân cao ước chừng 1 m bảy một đầu màu nâu sẫm dưới mái tóc là tinh xảo như búp bê bình thường khuôn mặt cùng gần như hoàn mỹ dáng người nhập học vẻn vẹn một năm về sau nàng liền nương tựa theo cực kỳ xuất chúng bề ngoài cùng ngạo nhân khí chất hoàn toàn xứng đáng được tôn sùng là thiên kinh đại học tân nhiệm giáo hoa mà phụ thân của nàng gọi là nam phong thiên kinh long đầu xí nghiệp một trong nam phong tập đoàn cái kia nam phong đủ loại nhân tố gia trì phía dưới muốn theo đuổi nàng nam sinh hào nói không khoa trương cộng lại có thể quấn toàn bộ thiên kinh giáo khu ba vòng nhưng là nàng xưa nay không đối bất kỳ nam sinh nào giả lấy nhan sắc, thậm chí ngoại trừ học thuật giao lưu bên ngoài, ngay cả một câu đều không muốn cùng những cái kia theo đuổi nàng nam sinh đi nói. Cho nên, nàng lại được xưng là thiên kinh đại học băng tuyết nữ vương. Nhưng là hiện tại, cái này cao lạnh giáo hoa vậy mà đến thuê mình làm một ngày bạn trai rồi. Hơn nữa còn là tuyển 9999 nguyên cái kia một cái. T. Lục Ly thừa nhận, hắn xác thực cảm thấy nữ nhân rất phiền phức. Hắn thậm chí không muốn đi phản ứng cái hệ thống này. Nhưng là hiện tại, hắn tò mò. Hắn hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho như thế một cái băng tiết nữ vương đến thuê một ngày bạn gái. Đương nhiên, cũng là bởi vì hệ thống ban thưởng. Dù sao hao hệ thống lông dê, không hao ngu sao mà không hao. Ai sẽ ngại nhiều tiền đâu? tuyệt đối không phải là bởi vì chỉ đen tơ trắng viền gen cái gì tuyệt đối không phải có tiếp nhận hay không nên đơn đặt hàng trong óc âm thanh âm vang lên tiếp nhận lục ly nhẹ gật đầu chính tại xử lý đơn đặt hàng đơn đặt hàng tiếp nhận hoàn thành ngay tại vì túc chủ tăng thêm tin tức tương quan thẩm tra đến khách hàng vì nam phong tập đoàn chủ tịch nữ nhi ngay tại tăng thêm nam phong tập đoàn tương ứng tin tức thẩm tra đến khách hàng yêu cầu túc chủ có mặt đêm nay tiệc tối, ngay tại tăng thêm tiệc tối nhân viên tương quan công ty tin tức cùng tiệc tối khách sạn tin tức. Căn cứ khách hàng nói lên đặc thù yêu cầu, ngay tại vì túc chủ tăng thêm đối ứng tin tức. Trong nháy mắt, Lục Ly cảm giác đến trong đầu của mình trống rỗng nhiều vô số tin tức ở trong đó, đã có cùng thương nghiệp tương quan, cùng lịch sử tương quan, cùng văn học tương quan đơn thuần tri thức, cũng có được một đoạn lại một đoạn ầm ầm sóng dậy, trầm bổng chập trùng kinh lịch. Những kiến thức này, tựa như là lục ly đã sớm biết đồng dạng. Những kinh nghiệm kia, tựa như là hắn tự mình kinh lịch đồng dạng. Trên người hắn khí chàng bất chi bất giác phát sinh biến hóa. Hệ thống thanh âm tiếp tục vang lên, chính đang chuẩn bị tương quan vật phẩm. Vật phẩm chuẩn bị hoàn thành đạo cụ đã cấp cho đến lầu 3 phòng thay quần áo, mời túc chủ tiến về càng thay quần áo cặp vật phẩm thẻ ngân hàng mật mã vì 123.456, số dư còn lại vì 100 vạn. Xin chú ý, nên thẻ ngân hàng chỉ có thể dùng cho vì khách hàng mua sắm vật phẩm cỗ xe đã đặt tại tầng 1 trong ga ra tầng ngầm, cỗ xe chìa khóa đồng dạng cất đặt tại lầu 3 phòng thay quần áo khách hàng yêu cầu tại xế chiều hôm nay hai điểm trước đó đuổi tới Thiên Kinh Đại học chịu trách nhiệm học viện nữ sinh lầu ký túc xá, xin chớ đến trễ. Nói nhảm đâu đi, cái này phá phòng ở ở đâu ra lầu 3, mà lại ta hiện tại không phải liền là tại tầng 1. Lục ly nhà rãnh lấy để điện thoại di động xuống, nhưng mà khóe mắt trong lúc lơ đãng đảo qua một màn để hắn triệt để không bình tĩnh. Chẳng biết lúc nào, trong phòng khách, vậy mà thêm ra đến hai cái thang lầu. Một cái là hướng lên, một cái là hướng phía dưới. Thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hội tụ thành một câu y ô hí. Cũng chính là, ngoạ tàu lục ly thuận thang lầu, từng bước một hướng về lầu ba đi đến. Ánh mắt hoán đổi về nữ sinh ký túc xá nơi này hai cái cùng phòng đã ở trên buổi trưa liền về nhà lúc này trong túc xá chỉ còn lại có nam cẩm bình cùng mục liên vân hai người thế nào từ vừa mới bắt đầu liền tâm thần không yên mục liên vân nhìn xem nam cẩm bình theo miệng hỏi lần thứ nhất gặp bạn trai thuê theo ngày có chút khẩn trương nam cẩm bình hai tay nắm ở điện thoại đứng ngồi không yên hại có cái gì khẩn trương Mục Liên Vân không quan trọng nói, đơn giản chính là một chút dáng dấp đẹp mắt túi ra mà thôi. Vân vân, mau nói cho ta biết, có cái gì cần thiết phải chú ý địa phương. Nam Cẩm Bình ngồi tại Mục Liên Vân bên người, ngữ khí có chút lo nghĩ. Đừng thêm tư nhân WeChat, đừng cho hắn mua đồ, nhất định phải giữ một khoảng cách không muốn chơi trò mập mờ, điện thoại thời khắc bảo trì thông suốt, có ngoài ý muốn tùy thời báo cảnh mục liên vân nắm chặt nam cẩm bình tay yên nào ngươi đem hắn làm cái làm công người liền tốt nha yên tâm chỉ cần là tại chính quy áp bên trên đều là có chừng mực ân thế nhưng là nam cẩm bình muốn nói lại thôi yên nào đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới tốt a à, yên tâm phương diện này ta có kinh nghiệm đến lúc đó ta giúp ngươi nói một chút hắn liền tốt mục liên vân tự nhiên nhìn ra nam cẩm bình lo lắng ân nam cẩm bình nặng nề gật đầu nhưng vào lúc này nam cẩm bình trong tay nắm thật chặt điện thoại vang lên là mã số xa lạ hai người liếc nhau sau đó nam cẩm bình nhận nghe điện thoại đồng thời nhấn xuống miễn đề người tốt người tốt xin hỏi là nam cẩm bình tiểu thư a đầu bên kia điện thoại truyền đến thanh âm để cho hai người hơi sững sờ cái kia thanh âm trầm ổn hơi mang có một chút từ tính, tự nhiên vừa đúng, hào không làm bộ. Đúng, Nam Cẩm Bình từ ngây người bên trong trở lại đến, nhẹ gật đầu. Ta là ngươi bạn trai thuê theo ngày, ta hiện tại đã đến ngươi dưới lầu. Thanh âm bên đầu điện thoại kia không nhanh không chậm, tựa như là trong ngày mùa hè một sợi luồng gió mát thổi qua hai gò má, lại giống là mùa xuân mưa phùn bình thường nhỏ xuống ở lòng bàn tay. Ta Ta, tốt ta cái này xuống dưới. Nam Cẩm Bình có một chút bị thanh âm này vẩy đến. Ân ta dưới lầu chờ ngươi. Tốt, tốt, bộp một tiếng, điện thoại bị dập máy. Nhớ kỹ, Nam Cẩm Bình không nên bị thanh âm này vẩy đến, hắn chỉ là ngươi một ngày bạn trai mà thôi người suy nghĩ một chút trong nhà người là cái gì giá trị bản thân người suy nghĩ lại một chút có thể ra làm một ngày bạn trai trong nhà người ta là cái gì giá trị bản thân mục liên vân thần sắc mười phần nghiêm túc nói cái này cái nam nhân đẳng cấp có chút cao cái này hào không làm bộ thanh tiến hẳn là đi tìm chuyên nghiệp u lão sư huấn luyện mà lại hắn rõ ràng nghe được ngươi dừng lại về sau lại không chút nào dây dưa dài dòng, loại này một kích thoát ly nam nhân rất giỏi về chơi dục cầm cố túng, người nhất định chú ý, mục liên vân thanh âm có chút kỳ quái. Thanh âm này, cho dù là nàng, đều có chút bị vẩy đến. Ân, nam cầm bình nặng nề gật đầu, sau đó, trên mặt lộ ra thuộc về băng tuyết nữ vương, thuộc về toàn cầu top 500 xí nghiệp người nối nghiệp nụ cười tự tin, yên tâm đi. Đi ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới mục liên vân mặc vào giày đi theo nam cẩm bình cùng đi xuống dưới ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy giáo hoa xin tự trọng tại hạ là cái người đứng đắn vương nhất nhị ngươi nhất định là ra trải nghiệm cuộc sống A, à, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Làm hai nữ nhân đi xuống lầu dưới thời điểm, cũng không nhìn thấy cái kia một ngày bạn trai. Thứ bảy 2 giờ chiều, muốn về nhà về sớm, không trở về nhà học sinh, giờ phút này hoặc là tại thư viện, hoặc là ở phòng học, hoặc là tại túc xá trên giường. Trống rỗng dưới lầu, chỉ có một cỗ thoạt nhìn như là sát đồng dạng xe xem đi, ta liền nói, cái này cái nam nhân chơi một tay tốt dục cầm cố túng. Mục Liên Vân hận hận nói, nói là cái gì là một ngày bạn trai, sau lưng còn không phải nghĩ đến dính vào người ta còn trẻ như vậy phú bà. Nam Cẩm Bình không có trả lời, ánh mắt bên trong, đã toát ra một tia hàn quang buổi tối tụ hội là 5 điểm nhiều bắt đầu, nàng trước thời hạn 3 giờ, chính là vì trước nhìn một chút cái này bạn trai thuê theo ngày đến cùng có thể hay không trước mặt nhìn qua mát. Thuận tiện cùng hắn thông đồng một ít chuyện. Hiện tại xem ra, Nam Cẩm Bình cũng không có không có cho rằng chiếc kia Passat là cái kia một ngày bạn trai xe. Mục Liên Vân cũng giống vậy. Hai nàng đều nhận ra, vậy căn bản không phải cái gì Passat kia là năm ngoái vừa mới đẩy ra Phaeton X9M, toàn cầu hạn lượng 1.000 chiếc, giá bán 8.888 vạn. Bởi vì bề ngoài hình 10 phần điệu thấp, cũng không nhận được những người tuổi trẻ kia truy phủng. Cũng bởi vậy, nghiệp giới, nhất là một đám uy tín lâu năm xa xỉ phẩm ô tô ngành nghề, cũng không coi trọng chiếc xe này tiêu thụ tiền cảnh. Nhưng là, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, chiếc xe này, bán sạch tốc độ 10 phần nhanh bởi vì, tại chiếc xe này 10 phần điệu thấp ngoại hình phía dưới, là cực kỳ thoải mái dễ chịu lại rộng rãi nội bộ không gian. Đồng thời, chiếc xe này tất cả bộ kiện, toàn bộ từ một loại nào đó hợp kim chế thành, loại hợp kim này, hoàn mỹ, chiếu cố thoải mái, dễ chịu tính, thao túng tính cùng tính an toàn. Phê tần tập đoàn cũng chưa từng có muốn đẩy ra phục khác bản ý tứ. Trong nước có chiếc xe này người, lác đác không có mấy mà trùng hợp chính là cái này hai nữ nhân phụ thân đều có được một cỗ cái xe này nói đùa ngươi có 8 ngàn vạn đi mua xe ý vị này tài sản của ngươi ít nhất là cái xe này gấp 10 đi lên có cái này tài sản người ra làm bạn trai thuê theo ngày a à, cái này cần làm mình lớn lên cỡ nào kinh tâm động phách a tại hai nữ nhân xuống tới về sau chiếc kia phê tần x 9 m liền đã khởi động nó lượn quanh một vòng tròn, sau đó đứng tại hai nữ trước mặt cửa xe, từ từ mở ra. Mục Liên Vân cùng Nam Cẩm Bình sắc mặt đồng thời treo đầy băng xương. Lại là đến bắt chuyện. À, ỉ vào mình có hai tiền bẩn. Làm Nam sinh kia từ trong xe triệt để đi ra về sau, Nam Cẩm Bình cùng Mục Liên Vân tư duy không khỏi dừng lại như vậy trong nháy mắt trong nhà tài phú cùng địa vị, tự thân bề ngoài và khí chất, để các nàng bên người xưa nay không mệt người theo đuổi. Có tiền, rất đẹp trai, có tiền nhưng là bình thường đẹp trai, tự cho mình siêu phàm. Đủ loại nam nhân, các nàng đều gặp. Nhưng là, nam nhân trước mắt này, vẫn như cũ để các nàng tư duy dừng lại trong nháy mắt. Chiều cao của hắn rất cao, hẳn là khoảng chừng 1m85. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không phải là phi thường đẹp trai, chỉ là hơi bị đẹp trai. Sạch sẽ khuôn mặt, sạch sẽ mà không tốn chạm canh gác quần áo, nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn, để hắn biến thành loại kia nén lòng mà nhìn hình nam nhân. Điểm chết người là, là trên người hắn loại kia chỉ tồn tại ở thành thục trên thân nam nhân khí tràng, loại kia tại cửa hàng chìm nổi mấy chục năm mới có thể ma luyện ra khí tràng loại kia chỉ lệ thuộc vào thượng vị giả khí chàng cùng hắn trẻ tuổi khuôn mặt phối hợp lại cùng nhau, liền lộ ra. Phá lệ hấp dẫn người. Mục Liên Vân thừa nhận mình tâm động. Nàng nhìn xem nam nhân kia hướng mình đi tới. Nếu như hắn đợi lát nữa muốn mình uy chát. Như vậy, cho hắn giống như cũng không phải là không thể được. Có như thế người bạn trai giống như xác thực cũng không tệ. Nam Cẩm Bình Tiểu Thư A, người tốt. Nam nhân kia nói chuyện. Thanh âm cũng dễ nghe như vậy, không làm bộ, mười phần tự nhiên. Đợi lát nữa, hắn vì cái gì nhận biết Nam Cẩm Bình? Tại sao gọi là Nam Cẩm Bình? Vì cái gì thanh âm này có chút quen thuộc? Mục Liên Vân đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó, con người không ngừng tản ra, thần sắc kinh ngạc lấp kín con mắt của nàng. Thanh âm này, rõ ràng là trong điện thoại cái thanh âm kia. Ngoạ tào đây là nam cẩm bình cái kia bạn trai thuê theo ngày nói đùa a à, mở ra giá trị 9.000 vạn xe tới làm bạn trai thuê theo ngày đây là tới trải nghiệm cuộc sống a à, nhất định đúng không ai nam cẩm bình sửng sốt một chút trên mặt băng tiết chẳng biết lúc nào đã triệt để hòa tan nàng cười duyên dáng đáp trả người tốt ngươi có chuyện gì a à? lục ly nhẹ gật đầu thanh âm lạnh nhạt ta là ngươi hôm nay bạn trai Nam Cẩm Bình nghe được Lục Ly trả lời về sau, con ngươi theo bản năng khuếch tán. Nàng thất thố, ngươi, ánh mắt của nàng không ngừng mà tại chiếc kia phê tần X9M cùng Lục Ly trên thân du đãng ta. Nàng dao động, khi nhìn đến cái này cái nam nhân lần đầu tiên, nàng liền thừa nhận nàng có một ít luân hãm. Mà bây giờ, hắn nói hắn là mình mướn được người bạn trai kia. Nói đùa a à? ưu tú như vậy nam sinh là mình mướn được bạn trai lục ly nhíu mày quả nhiên nữ nhân chính là phiền phức nhưng là liên lụy đến hao hệ thống lông dê cho nên giờ phút này hắn nhẫn nại tính tình trả lời có vấn đề gì a à? nam cẩm bình tiểu thư không có không có còn có trực tiếp gọi ta nam cẩm bình liền tốt nam cẩm bình liền vội vàng lắc đầu cái kia ta nhìn yêu cầu nói hôm nay phải bồi ngươi có mặt gia đình tụ hội phải không cần trước cùng ngươi đi cửa hàng mua một chút lễ vật a à, tay không đi gia đình tụ hội tóm lại không tốt mà lại ta nhìn trên người ngươi tựa hồ không có bất kỳ cái gì đồ trang sức tốt nam cẩm bình thốt ra nhưng mà đúng lúc này mục liên vân đột nhiên kéo một chút nam cẩm bình tay sau đó ngẩng đầu dùng tránh né ánh mắt nhìn về phía lục ly hỏi tốt vừa vặn ta bồi tiếp nam cẩm bình cùng đi chọn gật đầu sức người không ngại a à, nam cẩm bình không ngại liền tốt lục ly không quan trọng trả lời dù sao hắn đã định tốt xài như thế nào tiền ở thời lê sơ thịnh thế ta có gì tiếc nuối thời gian thịnh thế không quá lâu qua đi liền suy tàn để lại là một mớ hỗn độn thời kỳ phân tranh nếu có chín kiếp người trở về thời kỳ huy hoàng này ngươi sẽ làm gì đương nhiên là sẽ không để nền thịnh thế sụp đổ nhanh đến vậy giáo hoa xin tự trọng tại hạ là cái người đứng đắn vương nhất nhị hắn thật rất đẹp trai a nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com mục liên vân ngồi tại chỗ ngồi phía sau bên tai có chút nóng lên nàng không biết mình vừa rồi đến tột cùng tại sao muốn cùng lên đến có lẽ chỉ là vì cùng cái này cái nam nhân ở lâu một hồi mục liên vân lặng lẽ đem ánh mắt nhìn về phía trong xe kính chiếu hậu trên gương lục ly đang chuyên tâm lái xe không có chút nào đem ánh mắt nhìn về phía ý của các nàng mục liên vân nhìn có một ít ngây người nhưng vào lúc này điện thoại di động của nàng đột nhiên chấn động một cái sau đó nàng cảm giác được mình tay bị kéo lại là nam cẩm bình ngồi tại bên người nàng nam cẩm bình đối nàng lung lay điện thoại mục liên vân nhẹ gật đầu sau đó mở ra điện thoại phía trên là nam cẩm bình cho nàng gửi tới tin tức nam cẩm bình vân vân ngươi trước đó thật đi tìm bạn trai thuê theo ngày sao ta thế nào cảm giác cùng ngươi nói đúng không quá lên a à? mục liên vân kéo ra khóe miệng sau đó trên điện thoại di động trả lời ta ta không biết gặp hắn mèo quỷ, nhà ai bạn trai thuê theo ngày mở ra giá trị hơn 9.000 vạn xe A, xe này căn bản là không mướn được được không? Tuyệt đối là chính hắn, mà lại trên người hắn loại kia khí chất, loại kia khí trang. Đừng nói là bình thường phú nhị đại, liền tính là bình thường phú nhất đại, đều không có loại kia khí tràng được không? loại kia trưởng khống vạn vật khí tràng, loại kia bể nghệ thiên hạ tự tin, loại kia như gió xuân bao hàm vạn vật bình thường tự nhiên. Vậy mà tại cái này cái trên thân nam nhân hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Mục liên vân mê mang. Dạng này người, đến tột cùng tại sao phải đến làm bạn trai thuê theo ngày đâu? Tìm không thấy bạn gái. Thôi đi, coi như không có chiếc này phê tần X9M, coi như hắn thật lái là một chiếc phổ thông Passat, sát, Mục Liên Vân tin tưởng, chỉ muốn cái này nam nhân tại nữ sinh dưới lầu đợi nửa giờ. Tuyệt đối sẽ có một đám người đến thêm hắn WeChat, chỉ bằng hắn gương mặt kia, chỉ bằng hắn khí chất kia. Mục Liên Vân nghĩ đi nghĩ lại, không tự chủ ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn trong gương lục ly thật rất đẹp trai a à, ghế sau xe hai người không nói gì cúi đầu đỏ mặt không biết đang suy nghĩ gì lục ly tự nhiên cũng vui vẻ đến thanh nhàn chỉ là loại này thanh nhàn lập tức liền nếu không có đến chỗ rồi cỗ xe chậm rãi dừng hẳn lục ly nói ra hắn lên xe về sau câu nói đầu tiên đến Mục Liên Vân cùng Nam Cẩm Bình thuận cửa sổ xe nhìn ra ngoài, đam, em, lớn nhất nhẹ xa xỉ nhãn hiệu một trong, chủ đánh tình lữ ở giữa đồ trang sức. Các nàng liếc nhau một cái, có chút không rõ lục ly đến cùng đến cùng dẫn các nàng đến nơi này làm gì. Nhưng vào lúc này, Nam Cẩm Bình một bên cửa xe, bị lục ly mở ra. Nàng quay đầu nhìn đứng ở cửa xe bên cạnh lục ly, nhìn xem tại nàng xuống xe quá trình bên trong để bàn tay hư nằm ngang ở nàng hướng trên đỉnh đầu để tránh cho nàng lúc xuống xe đỉnh đầu đụng phải trần xe, nội tâm tiểu Lộc lần nữa loạn va vào một phát. Đó là một loại vừa đúng quan tâm, là một loại hào không giả bộ quan tâm. Bởi vì là thứ bảy, đồng thời nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ nguyên nhân, thời khắc này người lưu lượng cũng không ít. Mà ba người này một lúc xuống xe, liền hấp dẫn người chung quanh ánh mắt nhất là Mục Liên Vân cùng Nam Cẩm Bình. Nhưng là cũng chỉ thế thôi. Dù sao, người đông nghìn nghịt bên trong là rất khó tại đạo giữa đường dừng lại. Lục Ly nhìn xem đám người, thở dài. Hắn lượn quanh một vòng đi tới Nam Cẩm Bình bên tay trái, đem Nam Cẩm Bình hộ tại ở gần vách tường một bên, sau đó, tay phải nhẹ nhàng khoác lên Nam Cẩm Bình bả vai trên quần áo, che chở nàng. Hướng về đam, ml l cửa hàng đi đến dù sao hắn cũng không muốn làm ra cử động thất thường gì sau đó bị hệ thống phán định vì không đứng đắn loại hình đương nhiên trọng yếu nhất là phòng ngừa nam cẩm bình cho hắn xoa bình mặc dù dạng này rất phiền phức nhưng là vì ngũ tinh khen ngợi vì tiền trinh tiền lục ly liều mạng cái gì người nói mục liên vân mục liên vân là ai cùng ta có quan hệ sao nếu không phải vì ngũ tinh khen ngợi ra hiện tại lập tức cho nam cẩm bình một quyền ngươi tin hay không nồi đất lớn nắm đấm một quyền một cái díu rít quái làm cảm thụ được trên bờ vai xuyên thấu qua quần áo truyền đến xúc cảm lúc nam cẩm bình nội tâm tiểu lộc như như giật điện nhảy một cái đây là nàng lần thứ nhất trực tiếp cùng nam sinh phát sinh tứ chi tiếp xúc mặc dù là cách quần áo nàng vốn cho rằng mình hẳn là rất đáng ghét cùng nam sinh tiếp xúc nhưng là nam cẩm bình nhìn xem trong đám người vì tự mình mở ra ra một đầu tiến lên con đường lục ly trong lòng hiện lên một tia xúc động lại này có người có thể vì chính mình che gió che mưa ỉ lại cảm giác để nàng có một ít mê luyến chỉ là cảm thụ được trên bờ vai cái kia như gần như xa xúc cảm nam cẩm bình lông mày hơi nhíu nhan phim truyền hình bên trong không đều hẳn là nam sinh ôm nữ sinh eo sao hắn vì cái gì ôm bờ vai của mình a à, hơn nữa còn giống như là không dám đụng vào đồng dạng nghĩ tới đây nàng theo bản năng nâng tay phải lên nhẹ nhàng cầm lục ly bàn tay sau đó bỏ vào ngang hông của mình còn giống như là không yên lòng dùng tay dán sát vào lục ly tay đi đến đè lên xem như xong đây hết thảy về sau làm cảm thụ được bên hông truyền đến ấm áp cảm giác về sau mặt của nàng đột nhiên biến đỏ mình rốt cuộc là đang làm gì a a a a a lục ly giáo hoa mời ngươi tự trọng điểm tại hạ là cái người đứng đắn bất quá y phục này xúc cảm giống như xác thực thật không tệ ta chỉ cần là chính ta mặc kệ những lời thị phi của người đời mệnh ta do ta quyết định không cần người đời dò xét